huấn luyện viên Lào tuyên bố không dễ chịu thua, quyết tâm làm khó đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên đội tuyển Lào đánh giá đội tuyển Việt Nam rất mạnh nhưng ông và các học trò không dễ bỏ cuộc. Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng mạnh với hệ thống chiến thuật rõ ràng và có tính tổ chức tốt, huấn luyện viên Michael Weiss của đội tuyển Lào cho biết. Lào là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại bảng B AFF Cup 2022. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào diễn ra lúc 19:30 phút ngày mai 21/12. Huấn luyện viên Michael Weiss đánh giá đội tuyển Việt Nam là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFF Cup 2022. Dù vậy, ông tuyên bố đội tuyển Lào sẽ thi đấu với quyết tâm cao và không dễ dàng bỏ cuộc trong trận đấu. Họ là ứng viên vô địch nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất với những cầu thủ U23, cộng thêm vài cầu thủ lớn tuổi nữa. Chúng tôi hướng đến tương lai, cố gắng trải nghiệm nhiều nhất có thể. Chúng tôi không dễ dàng chịu thua và sẽ khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn. Huấn luyện viên Michael Weiss nói, tham dự AFF Cup 2022, đội tuyển Lào sử dụng đội hình trẻ với đa số cầu thủ nằm trong độ tuổi dự SEA Games 32 vào năm sau. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Michael Weiss cũng đặt hy vọng vào hai ngôi sao ở hàng công là Billy Kekofon và tiền vệ Saukofon Vong Chinh. Dù hai cầu thủ này không thi đấu nhiều trong năm qua. Nói về sự chuẩn bị của đội tuyển Lào, ông Weiss cho biết, chúng tôi đã xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam rất chi tiết. Cố gắng tìm ra cách đối phó với chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã có 2 tháng chuẩn bị. Các cầu thủ đã thi đấu giao hữu với U23 Thái Lan. Đội Lào có sức mạnh và sự bền bỉ. Bây giờ chúng tôi phải chọn cách tiếp cận phù hợp cho trận đấu. Đây là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Michael Weiss đánh giá cao những gì đồng nghiệp đã làm được. Ông Park đã xuất sắc trong 5 năm qua với những kết quả tốt. Ông Park đã xây dựng được một đội tuyển mạnh. Đó là điều người ta làm khi dẫn dắt một đội bóng trong 5 năm. Giải vô địch quốc gia của Việt Nam rất mạnh nên họ có thể tuyển chọn được nhiều cầu thủ. Hệ thống đào tạo trẻ của họ cũng mạnh. Không cần nói nhiều về đội tuyển Việt Nam. Họ là ứng cử viên vô địch giải đấu.